miền non nước Cao Bằng với kho tàng ẩm thực vô cùng phong phú và đa dạng, luôn hấp dẫn du khách mỗi khi có dịp đến thăm. Cùng xem các đầu bếp chế biến những món ăn của non nước Cao Bằng tại hội thi ẩm thực du lịch Món ngon miền non nước tỉnh Cao Bằng năm 2022 với sự tham dự của 12 đội thi đến từ các nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Họ sẽ thi tài với 24 món ăn đặc sắc, thể hiện sự khéo léo, tinh tế và sáng tạo từ những nguyên liệu địa phương. Với sự đánh giá của trưởng ban giám khảo, Chủ tịch Hội Đầu bếp Việt Nam, ai sẽ là đầu bếp xuất sắc nhất, món ăn nào sẽ được vinh danh? Đừng bỏ lỡ chương trình hôm nay! Các đội thi sẽ phải trải qua 2 phần thi, đó là chế biến, trang trí món ăn và thuyết trình về món ăn của đội mình. Về phần chế biến và bài trí, mỗi đội chế biến từ 1 đến 2 món ăn chính, định lượng cho 4 khẩu phần ăn. Mỗi đơn vị tự lựa chọn các món ăn tiêu biểu, đặc sắc, thường được chế biến để phục vụ khách hàng tại đơn vị của mình dự thi. Các đội chế biến món ăn xong, trưng bày, sắp đặt các món ăn, đảm bảo phù hợp, đẹp, hấp dẫn. Thời gian chế biến món ăn và bài trí không quá 90 phút. Về phần giới thiệu món ăn, giới thiệu ngắn gọn, đầy đủ, dễ nhớ, dễ hiểu về món ăn của đội mình, bao gồm tên món ăn, thành phần nguyên liệu chính, để chế biến món ăn, mùi vị, mức độ, quy trình chế biến món ăn, ý nghĩa của món ăn, thời gian giới thiệu các món ăn không quá 5 phút. Ngoài các giám khảo tại Cao Bằng, ban giám khảo có sự góp mặt đặc biệt của 2 vị giám khảo, ông Nguyễn Thường Quân, Chủ tịch Hội Đầu bếp Việt Nam và ông Phan Văn Thực, thành viên đội tuyển ẩm thực Việt Nam, đầu bếp xuất sắc nhất Việt Nam 2019. Trước hết thì mình rất là vinh dự được nhận lời mời về làm trưởng ban tổ chức của tỉnh Cao Bằng. Thì mình háo hức lắm bởi vì bản thân mình cũng là một cái fan hâm mộ của ẩm thực Cao Bằng rồi. Món Cao Bằng nó rất gần gũi với mình. Có thể là đầu tiên mình đến Cao Bằng cách đây 20 năm và đến giờ mình quay lại những lần đi du lịch với gia đình, bạn bè thì mình thấy là món ăn đây không hề thay đổi, càng ngày càng tinh tế hơn. Và mình hy vọng rằng là Cao Bằng mãi giữ được cái tinh tế của cái vị, của sự cân đối, cái cách sử dụng nguyên liệu mà địa phương trồng và nuôi. Thế thì ở đây thì mình hy vọng rằng sắp tới thì với cả cái sự phát triển của du lịch nữa, và cũng một là nhiệm vụ của thi ngày hôm nay là chúng ta lên đây để tìm có thể là những cái hương xưa vị cũ của Cao Bằng, cũng như những cái gì đó đang hiện nay mà Cao Bằng đang phát triển, để làm sao để mà chúng tạo nên cái bản đồ ẩm thực cho Cao Bằng, để mà gìn giữ phát triển nó, để càng ngày càng chứng tỏ các ẩm thực Cao Bằng là một trong những ẩm thực đáng gờm trong cái bản đồ ẩm thực của Việt Nam. Đồng thời nó cũng là một sản phẩm mũi nhọn đối với ngành du lịch, để giúp cho không những thành phố mà các khu vực lân cận cũng như là xa hơn nữa, khu vực vùng biên, để xóa đói giảm nghèo cũng như là phát triển đời sống văn hóa của bà con. Và mình cho rằng là tất cả những cái gì mình quay nếu đều thật 100%, thậm chí nếu các bạn ở ngoài còn cảm nhận được 200% nữa. Và mình hứa là sẽ truyền tải tất cả những gì mình hứng thú ngày hôm nay với ẩm thực Cao Bằng với tất cả những người fan hâm mộ của mình và tất cả những người xem, để cho thấy cái vị ngon, về tình yêu khách của ẩm thực Cao Bằng. Các giám khảo đã vô cùng bất ngờ và hứng thú với sự chế biến, trình bày và giới thiệu về các món ăn của các đội thi. Đại diện cho huyện Bảo Lạc, mình là ở chỗ nhà Lê Ngân. Hôm nay ra với cuộc thi, mình có mang hai món đặc trưng của địa phương, đó là món thịt chua và món tôm sông chiên giòn ạ. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là món thịt chua. Món này được làm từ thịt lợn đen của trong Bảo Lạc và được lựa chọn những miếng thịt rất là ngon, đó là thịt ba chỉ và thịt vai. Sau khi được ủ sơ chế qua trong vòng 1 tháng, mình có thể mang ra sử dụng được. Và để sử dụng để cho món ăn được phong phú và ngon hơn, ngon miệng hơn, thì mình sẽ đi kèm với cái lá phát chặt này. Lá phát chặt này là một loại lá tự nhiên, là được đi lấy trong rừng và mang về phơi khô. Sau khi phơi khô xong thì để chế biến cái món này, mình cần phải mang nướng qua để cho nó dậy mùi và thơm hơn. Và sau khi thái thành miếng vừa ăn như thế này ạ, và các bạn cho vào nồi và có thể là hòa quyện với lá phát chặt và cho thêm các gia vị đặc trưng, thì là để cho món ăn thêm ngon hơn, thì là mình sẽ phải đun cho thịt nó dừ mềm. Thì là khi sau khi thịt dừ mềm và cả miếng thịt nó bóng như thế này, các bạn nhìn thấy không ạ, rất là bóng đấy ạ. Vâng, rất là trong, thì là miếng thịt là mình sẽ sử dụng được và ăn với cơm thì rất là đưa cơm. Đây là món truyền thống của dân tộc vùng cao, người ta được ví như là của ăn của để, tức là cái món này thì để rất là lâu. Khi Tết đến thì thịt được mổ từng con lợn của trong dân ta, thì người dân sẽ chọn từng miếng thịt ngon để cất đi, và để khi đến Tết Nguyên Đán thì người ta sẽ mang ra tiếp đón khách ạ. Còn đây mình xin giới thiệu, đây là món tôm sông Gâm. Món này thì là được bắt từ tôm, được bắt từ nguồn sông Gâm chảy dài từ kết nối giữa huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm. Tôm này được lấy từ một mỏ nước lạnh của dòng sông, nghĩa là chỉ có cái mỏ nước lạnh đấy mới có tôm này thôi.
Thường thường người dân đi thả bằng bát quái thì là thả trong vòng từ 2 đến 3 ngày thì chỉ được tầm khoảng 1 cân tôm, chứ không có nhiều, bởi vì nó là thuộc dạng tôm thiên nhiên, không phải là tôm nuôi. Thế nên đâm ra là có rất là ít. Những con tôm này rất là đấy, xin các bạn nhìn đấy ạ, rất là bóng và đen, bởi vì là tôm tự nhiên bao giờ nó cũng có một cái lượng vỏ nó cực kỳ mềm, nó không như cái tôm nuôi. Tôm nuôi thì nó rất là cứng cái vỏ, còn tôm sông mình thì cái vỏ cực kỳ mềm và ăn nó không bị khô ráp như các loại tôm khác. Hôm nay thì mình mang đến với hội thi đấy là hai món, đấy là xôi chám cũng như là lạp sườn do nhà mình tự tay làm. Thật ra là đây là một món ăn rất là có ý nghĩa đối với kể cả gia đình mình cũng như là kể cả quê hương Cao Bằng. Đây là một món nó rất là đặc trưng, các gia vị thì đều là những gia vị ai cũng có thể tìm được cả, chỉ quan trọng là cái cách nêm nếm ra giảm như thế nào thôi. Thì đây là một món gần như là khi mà người nhắc đến lên Cao Bằng thì người ta sẽ phải thử lạp sườn Cao Bằng, đấy là một món. Cái món thứ hai đấy là món xôi chám, thì cũng là một đặc sản mà chỉ có những lên Cao Bằng thì du khách mới có thể được thưởng thức thôi. Cái này thì nó là bí quyết riêng của bà Mế. Bà Mế sau nhiều lần làm cho các con dai ăn thì đến một công thức thì tất cả bốn anh em đều rất là thích, ăn rất là nhiều. Thế là về sau là bà mới cứ làm theo công thức đấy thôi, và sau đó là khi mà nhà mình bắt đầu làm mế homestay ấy, thì khi mà du khách đến ăn cái lạp sườn nhà mình, người ta cũng rất là thích. Ban đầu khi người ta đến thì người ta sẽ bảo là ôi hôm trước đã ăn lạp sườn rồi, thì mình cũng tư vấn là lạp sườn nhà mình ăn vị nó sẽ khác hơn những cái vị lạp sườn ở chỗ khác đó. Thì sau khi mọi người ăn thử, mọi người cũng đều cảm thấy là công nhận điều đó. Thường là đấy được lời khen là lạp sườn ngon nhất em từng ăn. Không khí náo nhiệt của hội thi ẩm thực đã lan tỏa mạnh mẽ. Bạn Bùi Hoài, một vlogger về ẩm thực, du lịch, người có nhiều video ấn tượng chia sẻ các món ăn ngon của ẩm thực Cao Bằng, cũng đã đến để học hỏi cũng như tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của ẩm thực Cao Bằng thông qua mạng xã hội. Mình cảm thấy rất là tự hào, bởi vì là nhờ có những cái cuộc thi như này thì những cái món ăn rất là đặc sắc của Cao Bằng mình có thể giới thiệu ra với nhiều bạn bè hơn, để mọi người biết đến những cái nét văn hóa ẩm thực của Cao Bằng hơn. Mình cảm thấy là qua đây mình biết thêm nhiều món ăn đặc sản của nhiều vùng miền hơn ở Cao Bằng, và nhờ đó thì mình cũng sẽ có thêm nhiều ý tưởng để có thể là nhờ đây sắp tới đây mình sẽ có những video về những cái món ăn mà những đầu bếp ở đây đang làm, truyền tải cho các bạn bè ở nhiều nơi biết đến hơn. Đây là cái lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng chúng ta tổ chức cái hội thi ẩm thực. Thì cũng qua cái hội thi thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ định vị được cái thương hiệu du lịch của ẩm thực, và cũng là cái dịp để tạo cái sân chơi cho các nhà hàng, khách sạn rồi các cơ sở chế biến ẩm thực để giao lưu, học hỏi, và qua đó thì chúng tôi cũng muốn là chúng ta tìm ra được những cái món ăn mang đặc sắc cái bản sắc của Cao Bằng. Tôi cũng mong muốn là qua đây thì du khách cũng sẽ biết nhiều hơn đến du lịch Cao Bằng, và đặc biệt là đến ẩm thực của Cao Bằng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho món gà hơ mông tiềm bí ngô của nhà hàng Hạt Sẻ Quán. Đây là món ăn vừa chế biến từ các nguyên liệu tự nhiên truyền thống của Cao Bằng, nhưng lại được chế biến một cách công phu, đạt đến trình độ cao, hòa quyện giữa các hương vị, tạo ra một món ăn hấp dẫn cả về phần vị giác và thị giác, cho thấy sự sáng tạo cao trong ẩm thực. Các đội thi ngày hôm nay đều cho thấy sự tâm huyết đặt vào món ăn, mong muốn mang hương vị quê hương đến với nhiều du khách. Với một hội thi uy tín và thu hút du khách trong và ngoài tỉnh như thế này, Cao Bằng đang làm tốt việc định vị thương hiệu du lịch từ ẩm thực, đưa ẩm thực Cao Bằng lên bản đồ ẩm thực Việt Nam, khẳng định thương hiệu du lịch miền núi, đặc sắc, phong phú và luôn sáng tạo.